cũng là uống công. Thành kia Chúa dặn canh phòng, đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài công. Đời mưa gió bao gian khó đôi thay, lo lắng dừng xây biến bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng chớ quên rằng tất cả là do Chúa. Nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì. Dĩ như Chúa chẳng xây nhà, Chúa chẳng xây nhà, thờ nề chất nhà cũng là uổng công. Chúa chẳng canh phòng, Chúa chẳng canh phòng, đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài công. Dù con có bao công sức tài năng, nhưng ít gì chẳng nếu như không được Ngài. Chính Chúa an bài tất cả là do con, chính Chúa thương tình Ngài hằng luôn. Đón đức cha khả kính, quý cha đồng tế, quý tu sĩ cùng quý vị
ân nhân xa gần, vì tình liên đới yêu thương đã quy tụ về đây để hiệp thông với cội dòng chúng con, dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Mừng ngày tu xá mến thánh giá Đại Đồng hôm nay được nâng lên tu viện trong dịp cắt băng khánh thành ngôi nhà mới của tu viện. Con xin sơ qua về nguồn gốc tu xá. Tu xá mến thánh giá Đại Đồng được thành lập từ năm 2004 để đáp ứng nhu cầu một vụ giáo xứ theo lời mời của cha cố Vero Vũ Ngô Quý. Trong 15 năm hiện diện, các bề trên hội dòng đã cho các nữ tu thay đổi nhau về sinh sống tại xu tu xá để làm việc tông đồ giáo xứ và phục vụ các bệnh nhân làng xã xung quanh. Vì khu đất chật hẹp, không đủ chỗ cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của các nữ tu, hội dòng thấy nhu cầu cần mở rộng cơ sở để việc phục vụ tông đồ vừa được phát triển. Và khu đất của tu xá đang sử dụng cũng cần thiết và thuận tiện cho sinh hoạt của giáo xứ Đền Thánh. Thế nên, cha quản hạt chánh xứ Đền Thánh Đại Đồng, cha phó, ban hội đồng mục vụ giáo xứ cùng với ban điều hành hội dòng nhiệm kỳ 2013-2017 đã trao đổi thỏa thuận, hai bên đi đến thống nhất và quyết định đồng ý chuyển đổi vĩnh viễn vị trí đất nêu trên như đã trình bày trên văn bản và được Đức Giám mục Giáo phận xác nhận. Nhờ tình thương của Chúa, sự quan tâm hướng dẫn của Đức Cha Giáo phận và Cha quản hạt chánh xứ, ngày 17 tháng 12 năm 2016, hội dòng chúng con đã khởi công xây dựng cơ sở vật chất trên khu đất mới của tu xá mến thánh giá Đại Đồng. Sau 2 năm 4 tháng miệt mài xây dựng, với sự cố gắng của quý bề trên, các chị em tại nhà mẹ hội dòng và tu xá cùng tấm lòng quảng đại giúp đỡ của quý vị ân nhân xa gần, cách riêng sự nâng đỡ đặc biệt của cha quản hạt chánh xứ Đại Đồng, quý cha phó, ban hội đồng mục vụ và bà con giáo dân Đền Thánh Đại Đồng luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ vật chất và công sức xây dựng. Nhờ đó, công trình đã hoàn thành tốt đẹp trong bình an và sự chúc lành của Thiên Chúa. Nay tu xá đã có nơi cầu nguyện, có nội vi, có đủ phòng nghỉ, phòng học và phòng khách cho chị em. Vì vậy, Đức Cha Tu Ma, Giám mục Giáo phận đã chấp thuận như đơn xin của trưởng tổng phụ trách đại diện hội dòng về việc xin nâng tu xá mến thánh giá Đại Đồng thành tu viện mến thánh giá Đền Thánh Đại Đồng. Trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa, tri ân tất cả mọi người, giờ đây, trước khi Đức Cha cắt băng khánh thành và dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, con xin giới thiệu chị tổng phụ trách đại diện hội dòng công bố nghị định thành lập tu viện mến thánh giá tại Đền Thánh Đại Đồng và công bố văn thư bổ nhiệm chị phụ trách và ban cố vấn mới của tu viện. Em xin trân trọng kính mời chị. Nghị định thành lập tu viện Đại Đồng, hội dòng mến thánh giá Thiên Lao Bùi Chu. Tôi, nữ tu Teresa Jacinta Phạm Thúy Cậy, tổng phụ trách hội dòng mến thánh giá Thiên Lao Bùi Chu, xét nhu cầu thực tế của tu xá tại Đền Thánh Đại Đồng về việc phục vụ tông đồ theo sứ mạng của hội dòng. Sau khi tham khảo ý kiến chị phụ trách tu xá, với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, trong phiên họp ngày 16 tháng 3 năm 2019, chiếu theo hiến chương dòng mến thánh giá Thiên Lao Bùi Chu, điều 141 về điều kiện thành lập một tu viện pháp nhân, cùng với sự chấp thuận việc thành lập tu viện Đại Đồng trực thuộc nhà mẹ hội dòng mến thánh giá Thiên Lao Bùi Chu, được Đức Cha Tu Ma Vũ Đình Hiểu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu ký ngày 15 tháng
19. Nay công bố nghị định tu xá Đại Đồng, xóm 19, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, thành tu viện Bến Thánh Xá Đại Đồng, nằm tại nhà mẹ Trung Linh ngày 16 tháng 4 năm 2019. Xin quý ông đoàn ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chị tổng, chị phụ trách cộng đoàn. Bổ nhiệm chị phụ trách và ban cố vấn mới của tu viện. Văn thư bổ nhiệm chị phụ trách và ban cố vấn tu viện Bến Thánh Giá Đại Đồng. Kính gửi quý chị em tu viện Bến Thánh Giá tại Đền Thánh Đại Đồng. Tôi nữ tu Teresa Jacinta Phạm Thúy Cẩy, tổng phụ trách hội dòng Bến Thánh Giá Kim Lao Bùi Chu, chiếu theo hiến chương điều 119, thiệt 4 và phụ lục 9.1b về việc bổ nhiệm các chức vụ của tu viện. Qua sự trao đổi với các đương sự và sau khi xin ý kiến tư vấn của ban tổng cố vấn họp ngày 16 tháng 3 năm 2019, tôi bổ nhiệm chị phụ trách và ban cố vấn tu viện như sau. Phụ trách tu viện chị Maria Nguyễn Thị Thanh Hoa, phó phụ trách chị Maria Ngô Thị Nhấn, thư ký chị Maria Trần Thị Liên, quản lý chị Maria Phạm Thị Liên. Nhiệm kỳ của các chị là 2 năm. Từ ngày ký văn thư này đến tổng tu nghỉ hội dòng năm 2021, xin quý chị em vui lòng đón nhận thánh ý Chúa qua trách nhiệm hội dòng trao phó, trong tinh thần vâng phục, yêu thương, phục vụ để cùng nhau chu toàn nhiệm vụ như luật dòng quy định và thi hành sứ mạng chung của hội dòng. Xin Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Fatima bổn mạng, luôn gìn giữ và ban muôn ơn lành bổn sắc trên tất cả chị em. Làm tại nhà mẹ Trung Linh ngày 18 tháng 4 năm 2019. Từ đây con kính xin Đức Cha các băng thánh thành làm phép tượng và ảnh ngôi nhà mới cho tân tu viện chúng con. Con giây phút thì đã đến. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Anh chị em rất thân mến, trong niềm vui cùng với hội dòng Maria Kim Lao Bùi Chu, đặc biệt quý chị em tại tân tu viện với đánh giá Đại Đồng ngày hôm nay, qua nghị định cũng như văn thư bổ nhiệm chúng ta vừa nghe, chúng ta hiệp lòng tạ ơn Chúa trong niềm vui mừng với hội dòng, với giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng cũng như chung cả giáo phận vì có thêm một tu viện mới trong
trong địa bàn của giáo hạt Đại Đồng cũng như trong giáo phận Bùi Chu thân yêu chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và đến ở giữa chúng ta. Xin người nói thư đến ở trong tu viện mới này, hiện diện chúc phúc trong ngôi nhà mới này. Xin người ở đây với các chị em, nuôi dưỡng tình bạn ái huynh đệ và chia vui sẻ buồn với chị em phục vụ nơi đây. Còn tất cả chúng ta hãy theo lời dạy và gương sáng của Chúa Kitô để làm cho nhà mới này thành nơi cư ngụ đầy tình bác ái, và từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin tôi thơ lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang nài xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà mới này, để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà này họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này họ có Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là Đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúng ta hướng về tượng lòng thương xót Chúa và cùng tham dự nghi thức làm phép tượng. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Đấng tạo thành trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh. Để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng ảnh lòng Chúa thương xót này. Xin Chúa đoái thư để chúng con và những ai siêng năng tôn kính chức ảnh tượng này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
kèn đồng, thứ bốn quý tu sĩ nam nữ, thứ năm quý chị em trong hội dòng, thứ sáu quý cha đồng tế, thứ bảy đức cha giáo phận, thứ tám quý hội đồng mục vụ đền thánh và các giáo họ, cũng như quý bà cố, sau cùng quý vị tân nhân và hội đoàn dân chúa. Bye.
Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, chúng ta vừa tham dự nghi thức cắt băng khánh thành tu viện mới của Hội Dòng Mê Linh Giá tại Giáo xứ Đền Thánh Đàn Đồng Thân Niệm chúng ta. Và giờ đây tất cả chúng ta cùng quy tụ nơi đây, hiệp thông với quý cha đặc biệt, quý vị tổng phụ trách, quý vị trong Hội Dòng Mê Linh Giá, cũng như quý ân thân nhân xa gần để cùng được dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu những hồng ân Chúa đã và đang thương tương đổ xuống trên Hội Dòng Mê Linh Giá Thiên Lao Vũ Trụ, cách riêng cho quý chị em tại tu xá này cho tới ngày hôm nay sau 15 năm đã được nâng lên thành tu viện, cũng như có cơ sở mới của tu viện để có thể phục vụ sinh hoạt nơi đây, để giúp cho công việc của giáo xứ Đền Thánh cũng như công việc bác ái cần thiết cho vùng này. Tất cả là hồng ân và tình thương của Chúa, chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa. Và cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cũng cầu xin ơn bình an, sự phát triển cho Hội Dòng, cách riêng cho tu viện Mê Linh Giá Đàn Đồng nơi đây. Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý cha đã và đang phụ trách giáo xứ Đền Thánh này, cho rất nhiều quý nhân nhân dân xa gần, cho những người giáo dân tại Đền Thánh Đàn Đồng nơi đây, những người còn sống cũng như đã qua đời, để xin Chúa thương chúc lành cho tất cả. Với những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn lại những yếu hèn tội lỗi thiếu sót của chúng ta, và khẩn nài lòng thương xót vô cùng của Chúa, thương thứ tha thanh tẩy tâm hồn chúng ta, hầu xứng đáng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
làm cho đời sống chúng ta nên cao quý. Ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ và đối xử với chúng ta theo lòng lân quốc của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân quốc với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa. Chúa, thân con sống đời an toàn.
tặng người khen ân sủng đạo người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu, trong thánh tử nhờ máu thánh tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã đổ ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang người trong Đức Kitô. Cả anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em vẫn trong Đức Kitô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân linh của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, tôi đã từng đi thăm nhiều nơi trong cái miền đại đồng, trong giáo hạ của chúng ta, hay ngay cả trong địa bàn của huyện Gia Tịnh này. Tôi chưa có gặp được cái chỗ nào gọi là cái trạm phun củi lớn để chữa bệnh cho người ta. Nhưng như quý ông bà anh chị em đều biết, gần với chúng ta ở bên Thái Bình, qua phà Sa Cao một chút, có trại phong gọi là trại phong Vân Môn. Vâng, ở tại đó có cả hàng mấy trăm người bị phong cùi, mặc dù một số đã được chữa bệnh nhưng đã được tập trung tại đó để được chăm sóc, để được chữa bệnh và đặc biệt để được an ủi, vì đây là một thứ bệnh ngày xưa coi là thứ bệnh mang đi hiểm nghèo, đặc biệt đối với thời của Chúa Giêsu. Người ta về vấn đề y khoa, người ta cũng đã phải vất vả nhiều lắm, tới nay người ta cũng đã chữa trị được khá nhiều, nhưng đặt trong bối cảnh như tin mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy được những người Do Thái, đặc biệt những người bị phong cùi, thì rất là buồn tủi vì họ phải xa lánh hết tất cả mọi người, không được ở gần những làng xóm chung quanh. Cho nên chúng ta cũng hiểu được cả 10 người phong cùi này tập trung ở lại với nhau. Và khi Chúa Giêsu đi ngang qua đó thì đây là một cái niềm vui mừng lớn cho họ, vì họ biết chắc rằng với quyền năng của Đức Giêsu Ngài có thể chữa lành cho họ. Và vì vậy họ đã khẩn thiết nài xin Chúa Giêsu thương xót về họ. Nói tới những người phong cùi như chúng ta vừa nói sơ qua, có thể chúng ta đã gặp, hay có thể chúng ta dịp nào đó chúng ta đi thăm nơi này nơi khác, hoặc một vài người đi trại phong Vân Môn gần với chúng ta mà chúng ta vừa nói. Xét về hình dạng bên ngoài, chúng ta thấy nhiều người sức tay sức chân có khi chẳng còn mũ chẳng còn tay, và những di dạng bên ngoài nhất là trên khuôn mặt khiến nhiều khi chúng ta cảm thấy đó là một thứ rất là đáng sợ. Và chính vì vậy chúng ta hiểu được không chỉ vấn đề bên ngoài, nhưng đặc biệt người ta buồn tủi, người ta xa lánh chúng ta, như chúng ta cũng vừa nói trong thời đại của Chúa Giêsu, những ai tiếp xúc đụng chạm tới những người phong cùi thì đều bị coi là ô uế, bị coi là tội lỗi. Vì vậy chúng ta thấy được cái nhu cầu của họ, họ mong muốn được chữa lành và họ đã chạy đến với Chúa Giêsu. Và vì vậy chúng ta khi xét theo hình dáng bên ngoài, chúng ta thấy được chính chúng ta nhiều khi đi thăm hoặc chúng ta gặp, nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy đó là một thứ mà chúng ta nói là ghê sợ, chúng ta xa tránh. Chúng ta không ai muốn mình phải mắc phải thứ bệnh này. Xét được như thế và chúng ta hiểu được hoàn cảnh như thế, thì nếu chúng ta nhìn trong một khía cạnh đức tin, thì chúng ta lại thấy cái người phong cùi được chữa lành mà lại là người Samaria, nghĩa là người dân ngoại, không phải như những người Do Thái bình thường, cũng bị những người Do Thái khinh miệt, bị khinh thị, bị loại ra ngoài. Anh ta đã trở lại tôn vinh tạ ơn Chúa Giêsu khi biết mình đã được chữa lành. Thì đây chính là một hình ảnh của một tâm tình tạ ơn đã vậy. Và đặc biệt chúng ta thấy tâm hồn của anh ta chắc chắn là rất đẹp, đẹp đến nỗi Chúa Giêsu cũng đã phải khen ngợi anh ta. Và tâm hồn đẹp của anh ta chắc chắn vượt trội hơn trên những cái thứ hình thức bên ngoài, như chúng ta vừa nói về những người phong cùi thường mắc phải. Và đó chính là điều mà chúng muốn nói với chúng ta, giáo hội muốn hướng dẫn chúng ta, để chúng ta biết thực sự sống tâm tình tạ ơn đối với Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Dù là linh mục, giám mục, dù là các nữ tu, những người sống đời thánh hiến, hay như phần đa của chúng ta trong đời sống hôn nhân gia đình là những người giáo dân trong cuộc sống của mình,
khi nhìn lại cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thấy được, chúng ta đón nhận được biết bao nhiêu hồng ân và tình thương của Chúa trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và điều mà Thánh Sử Luca qua chỉ thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, cũng như trong tâm tình của thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay, khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về cách thức tạ ơn của mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình. Nếu như người vong cùi đã được chữa lành, mà có một người đã biết quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, thì chúng ta cũng hiểu được cái tâm trạng của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu hỏi cái người Samaria này: vậy thì chính người kia đâu? Chẳng lẽ cả 10 người không được khỏi bệnh hết cả sao? Chúa Giêsu không phải than trách về chúng ta tạm gọi là cái sự vô ơn của chính người kia không có quay trở lại, nhưng chính điều mà Chúa Giêsu khi hỏi như thế là Chúa muốn chúng ta hãy biết nhận ra hồng ân và tình thương của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu 10 người đã được chữa lành mà ít là có một người biết quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, thì điều đó cũng đã an ủi Thiên Chúa rất nhiều, vì Chúa là đấng ban ơn cho chúng ta. Và chính chúng ta khi biết tạ ơn Thiên Chúa là chúng ta nhận ra được hồng ân của Chúa dành cho chúng ta. Và chỉ khi chúng ta nhận ra được hồng ân và tình thương của Chúa, thì điều mà Chúa và giáo hội mong muốn chính là chúng ta biết dùng nên những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Và vì vậy, xin được chia sẻ với quý ông bà anh chị em, chúng ta cứ thử nhìn lại chuỗi ngày của chúng ta. Chúng ta cứ thử nhìn lại biết bao nhiêu ơn lành mà chúng ta đã nhận được, dù trong hoàn cảnh nào, dù trong bậc sớm nào, dù trong ơn gọi nào. Nếu cứ tính theo thời gian, cứ trung bình cụ thể chúng ta sống được 40 năm, 50 năm cho đến bây giờ, thì cứ chia ra 1/10, chúng ta đã tạ ơn Chúa cho cân xứng bằng 1/10 trong cuộc sống của chúng ta. Đó là điều mà xin được chia sẻ với cộng đoàn phục vụ ngày hôm nay, để rồi qua thánh lễ tạ ơn này, khi chúng ta cùng hiệp thông với hội đồng với đánh giá Thiên La buổi chung, khi tạ ơn Chúa vì một tu xá tại đây đã được nâng lên thành tu viện, đồng thời chính tu viện này có một cơ sở mới để cho quý chị em có phương tiện để sinh hoạt phục vụ tại giáo xứ đền thánh đàn đồng của chúng ta. Cách đây 15 năm, khi các chị em một số chân ướt chân ráo đến điện này, chẳng ai dám nghĩ rằng tại nơi đây sẽ có một tu viện những thánh giá mọc lên ở nơi đây. Nhưng những điều mà Thiên Chúa thực hiện chúng ta thấy là lạ lùng, và đó chính là hồng ân lớn lao cho tất cả mỗi người chúng ta, cách riêng cho tu viện Nguyễn Thanh Giá Đại Đồng. Và điều mà tôi muốn nhấn mạnh với quý ông bà anh chị em, niềm vui của tu viện Nguyễn Thanh Giá Đại Đồng không phải chỉ là niềm vui của tu viện của hội đồng, cũng không phải là cái sự thông chia đối với giáo xứ đền thánh Đại Đồng chúng ta qua thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay, nhưng chính là niềm vui của cả giáo phận, của cả giáo hội hoàn vũ khi có thêm một tu viện mới trong bất cứ một địa hạt của một giáo phận nào. Và như cha quả là cũng như một số quý cha trong hai ngày nay vất vả tham dự hai thánh lễ tạ ơn, thì chúng ta cũng có thể nói thêm được rằng niềm vui đó được nhân lên gấp bội khi chính trong miền giáo hạt Đại Đồng của chúng ta mới ngày hôm qua có thêm một tu viện thăm viếng tại giáo xứ Thiện Giáo, và ngày hôm nay có thêm một tu viện Nguyễn Thánh Giá tại giáo xứ đền thánh Đại Đồng chúng ta. Một giáo phận có thêm một tu viện đã là điều quý, phương chi có thêm hai tu viện và là cùng trong một giáo hạt Đại Đồng thân yêu của chúng ta, để chúng ta thấy được hồng ân của Chúa luôn tuôn trào trên giáo phận chúng ta, cách riêng trên giáo hạt Đại Đồng thân yêu của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta nhận ra được
bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa đang đụng chạm tới mỗi người chúng ta. Như vừa chia sẻ với cộng đoàn, không phải chỉ là của riêng quý gì, cũng không phải của riêng hội dòng Nguyễn Đình Đá, nhưng là của cả cộng đoàn, của giáo phận cũng như của cả giáo hội Hoàng Vũ, để chúng ta hiệp thông trong tâm tình tạ ơn Chúa. Và chắc chắn rằng như Chúa Giêsu đã trân trọng tâm tình tạ ơn khi người phong cùi xứ Samaria đã biết quay lại để tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa, Chúa và giáo hội cũng muốn chúng ta sống tâm tình tạ ơn đó bằng những việc cụ thể trong chính cuộc sống, trong bậc sống, trong ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chúng ta không chỉ tạ ơn Chúa qua thánh lễ tạ ơn hay bữa tiệc mừng hay là những gì diễn ra trong vui mừng ngày hôm nay, nhưng tâm tình tạ ơn đó phải được thể hiện cụ thể, phải được kéo dài trong chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta đã nhận ra hồng ân của Chúa, như vừa gợi ý và chia sẻ với quý bà anh chị em, trước hết chúng ta hãy cố gắng để dùng nên những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Ơn lành của Chúa cho chúng ta rất nhiều, không chỉ là những gì chúng ta nhận được qua vật chất hay tinh thần, từ sức khỏe, từ tài năng, từ thời gian Chúa ban cho chúng ta. Đấy là những điều rất quý giá mà nhiều khi chúng ta không nhận ra được, mà nhiều khi chúng ta lại vô tình lãng phí hay đánh mất. Vâng, đó chính là những hồng ân của Chúa mà giáo hội nhắc nhở chúng ta, để chúng ta biết tận dụng, để chúng ta biết dùng nên những ơn lành của Chúa. Và chắc chắn khi chúng ta dùng nên những ơn lành của Chúa, Chúa là đấng yêu thương chúng ta vô cùng, Chúa lại tiếp tục ban muôn hồng ân khác trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vâng, đó chính là điều quan trọng đầu tiên chia sẻ với cộng đoàn phục vụ ngày hôm nay. Và những gì mà chúng ta muốn thể hiện cụ thể trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta tạ ơn Chúa làm sao? Chúng ta tạ ơn Chúa bằng tất cả tâm tình yêu mến, bằng những việc làm của mỗi người chúng ta. Và một cách cụ thể nhất, như chính những người phong cùi đã xin Chúa rủ lòng thương xót đến họ, và chính Đức Giêsu Kitô đã rủ lòng thương xót họ, thì Chúa dạy chúng ta hãy rủ lòng thương xót đến anh chị em mình chung quanh chúng ta, ngay chỉ trong giáo xứ đại đồng của chúng ta thôi. Còn nhiều gia đình thiếu thốn nghèo nàn, còn nhiều những nơi neo đơn nghèo khổ, còn nhiều những người bệnh tật, đó mới chỉ là nói về phần thể xác, thiếu thốn về vật chất. Còn rất nhiều những gia đình khó khăn mà Hội đồng Giáo hội Việt Nam đang muốn hướng chúng ta để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta quan tâm, để chúng ta phục vụ giúp đỡ những gia đình đó. Những gia đình đang phải sống trong bất hòa bất thuận, những gia đình đang có nguy cơ ly tán đổ vỡ, hay có thể dẫn tới tình trạng ly hôn, ly thân, hay ngay cả đem ra tòa đời để ly dị với nhau, rồi con cái nheo nhóc mỗi người một nơi. Chung quanh chúng ta không thiếu những gia đình khó khăn đó. Chúng ta không cần phải đi đâu xa khác, nhưng cứ tại trong xóm làng của chúng ta, trong giáo xứ đình thánh của chúng ta, còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, còn rất nhiều người cần đến lời cầu nguyện, cần đến sự an ủi khích lệ, và đặc biệt những sự giúp đỡ cụ thể của mỗi người chúng ta. Đó, khi chúng ta làm được những điều đó, trước hết là chúng ta đang sống đạo thực sự, và chính là chúng ta đang tạ ơn Chúa qua những con người cụ thể mà chúng ta yêu thương, chúng ta phục vụ, chúng ta nâng đỡ, chúng ta an ủi, chúng ta khích lệ, chúng ta chia sẻ và đồng hành. Những việc đó không thiếu thốn, và những việc đó là những điều mà Chúa và Giáo hội luôn mời gọi chúng ta cách riêng. Hội đồng Giáo mục Việt Nam qua thư mục vụ cũng đã gửi tới quý ông bà anh chị em để chúng ta đặc biệt lưu tâm những điều đó trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và điều cuối cùng chia sẻ với quý ông bà anh chị em, như chính tại ngôi nhà nguyện tạm này, nhiều dịp kinh lý mục vụ hay qua những dịp ban ký thức thêm sức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ để thánh đại đồng chúng ta, nhiều lần tôi cũng đã nhắc nhở quý phụ huynh
cũng như đặc biệt khơi gợi lên từ các em thiếu nhi yêu mến đời sống dân hiến, yêu mến để dâng mình cho Chúa qua một danh từ rất đơn giản gọi là yêu thích đi tu, dù là linh mục hay tu sĩ. Vâng, ước mong với sự hiện diện của một tu viện mới tại chính trong giáo xứ Đền Thánh Đàn Đồng chúng ta cũng phải khơi gợi lên nơi chính mỗi người giáo dân nơi đây để biết quảng đại dâng hiến con cái mình cho Chúa trong đời sống dân hiến. Đặc biệt trong Chủ nhật tới, toàn thế giới cũng như giáo hội hoàn vũ hướng về ngày gọi là ngày quốc tế ơn gọi để cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn quảng đại dâng hiến cho Chúa. Chính tâm tình tạ ơn của chúng ta ngày hôm nay hợp thiêu hợp thân với giáo hội hoàn vũ để chúng ta không chỉ cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi, nhưng chính chúng ta đặc biệt là những người làm cha làm mẹ cộng tác với quý vị nơi đây để ước mong có thêm nhiều ơn gọi tại trong chính giáo xứ Đền Thánh này, tại trong giáo hạt Đại Đồng này, tại miền giao thì thân yêu của chúng ta. Và khi chúng ta thực hiện được những điều đó cũng là một cách cụ thể để chính chúng ta đang sống tâm tình tạ ơn Chúa trong cuộc sống và ơn gọi của mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, chia sẻ với cộng đoàn phục vụ những tâm tình đó cũng như những điều cốt yếu để chúng ta sống tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chính giáo xứ Đền Thánh của chúng ta, cầu nguyện cho hội đồng Minh Thiên Giá Kiều Lao, các liêu quý chị em được sai tới đây để phục vụ. Chúng ta cũng thấy được các gì không chỉ lo về các sinh hoạt tôn giáo, giúp đỡ các công việc phục vụ tại giáo xứ Đền Thánh, nhưng qua những công việc của mình, đặc biệt còn mở những phòng thuốc khám bệnh để chữa trị cho những người nghèo nàn, những người bệnh tật trong vùng miền, trong giáo xứ của chúng ta. Đó cũng là những cách mà các chị em hội đồng Minh Thiên Giá đang thực thi sứ vụ của mình, và cũng là xoa dịu những vết thương, từ vết thương thân xác tới vết thương tâm hồn nơi chính miền Đại Đồng của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho quý vị để sống đúng với linh đạo Minh Thánh Giá đã chọn lựa, để chính trong Đức Kitô chịu đóng đinh, các vị phục vụ nơi đây sẽ sống đúng linh đạo theo gương Đức Kitô chịu đóng đinh qua những hy sinh, qua những phục vụ âm thầm của mình để cộng tác với tất cả mọi người để biến miền Đại Đồng thân yêu của chúng ta trở nên một vùng đất truyền giáo phì nhiêu, cũng như từ đó sẽ phát sinh nhiều ơn gọi cho giáo hạt, cho giáo phận, cho giáo hội Việt Nam cũng như cho cả giáo hội hoàn vũ. Xin Đức Mẹ Fatima mà chúng ta sẽ kính đặc biệt trong ngày 13 tháng 5 sắp tới, cũng như chúng ta hướng về Đức Mẹ đặc biệt trong tháng hoa này. Xin Đức Mẹ Fatima bầu cử chuyển cầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người trong giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng chúng ta, các riêng cho quý chị em thuộc tu viện Minh Thánh Giá Đại Đồng này, để với sự phù trợ chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của mình, cũng như biết sống tâm tình tạ ơn vừa chia sẻ với cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa đặc biệt Chúa Kitô Vua quan thầy của giáo xứ Đền Thánh chúng ta giúp chúng ta mở rộng tâm hồn như chính trái tim yêu thương của Ngài, như chính sự thương xót của Ngài dành cho những người phong cùng, để chúng ta thực hiện những điều bác ái yêu thương đó trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Mời cộng đoàn đến. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất, Ngài làm chủ thời gian và sự sống muôn loài. Trong ngày mừng lễ tạ ơn khánh thành tu viện Minh Thánh Giá Đại Đồng hôm nay, chúng ta cùng chung tâm tình tri ân cảm tạ Chúa và hoan hỷ dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết nhận ra vinh quang uy quyền của Thiên Chúa, quan tâm lo cho dân tương đường bình an, hạnh phúc và xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn trong chân lý và sự thật. Xin Chúa nhận lời chúng con. Rượu đấm tình nguyện bởi ngàn nhau chiến.
anh chị em anh cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban, mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trang, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm lạc danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa chúng ta sinh ra. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đang phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa kia kinh nhau con Chúa chịu chết và sống lại.
sinh mạng trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mọi đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Thomas chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa đã quý dịp dòng mến thánh giá và những quý vị ân nhân mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa của mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin tôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu chúng, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin tôi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiệu trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
tạ ơn chúng con đã dâng tín và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban. Đó chính là bi tích yêu đồ của con một chúa. Ước chi bi tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa nâng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người Roma, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được tên với người trong nước trời. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Cầu kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an toàn. Sau đây chị phụ trách đại diện cho tu viện có đôi lời dâng lên để cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Em xin trân trọng kính mời chị. Trọng kính Đức Cha Tô-ma, giáo mục, giáo phận khả kính. Kính thưa Quý Cha quả đạt, Quý Cha bố, Cha đặc các dòng tư giáo phận, Cha quê hương, Cha giáo và Quý Cha đồng tế. Kính thưa chị tổng phụ trách và toàn thể trẻ em mở rộng đến thánh giá Kia Lao Bùi Du. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, ban hội đồng phục vụ, đền thánh đại đồng giáo sứ Ấp Lũ, giáo sứ Thuận Thành, giáo sứ Đặng Nam và quý ông bà cố cùng quý vị ân nhân trong và ngoài giáo sứ. Các tổ thợ xây công trình và toàn thể dân chúa đang hiện diện. Hôm nay là một ngày vui mừng tạ ơn đặc biệt đối với hội dòng nói chung, cách riêng đối với tu viện lính thánh giá tại đền thánh đài đồng. Vì điều thao thức mong chờ của chữ em chúng con nay đã thành hiện thực. 15 năm qua, tu viện chúng con được hiện diện nơi giáo xứ đền thánh thân yêu này. Trải qua những năm tháng khởi đầu khó khăn thiếu thốn, cơ sở vật chất chật hẹp và xuống cấp, nằm ý bề trên và chị em hồi dòng chúng con băn khoăn thao thức và lo lắng vì chị em không có nơi để đọc kinh cầu nguyện cho xứng, thiếu chỗ nghỉ ngơi và sinh hoạt cần thiết để thi hành sứ mạng tông đồ của hồi dòng. Với niềm thao thức của quý bề trên, cùng sự kiên trì cầu nguyện của chị em, Thiên Chúa đã an bài lo liệu để hồi dòng chúng con có khu đất mới và được tình yêu thương của Đức Cha khả kính giáo phận cùng sự giúp đỡ tận tình của Cha quản hạt chánh sứ, Cha phó, quý vị ban hội đồng mục vụ giáo sứ và mọi người đã âm thầm giúp đỡ bằng nhiều cách nên cơ sở tu xá chúng con đã khởi công xây dựng và hôm nay chính thức được nâng lên thành tu viện. Trong niềm vui mừng này, chúng con xin dâng lời cảm tạ sâu thẳm lên Thiên Chúa vì muôn cơ lành Ngài ban cho hội dòng cách biên cho tu viện tại đền thánh đài đồng. Từ khi khởi công xây dựng cho đến ngày nay được bình an tốt đẹp, giờ đây chị em chúng con bày tỏ lòng tri ân sâu xa với Đức Cha Tô-ma giáo mục giáo phận đã luôn quan tâm ân cần hướng dẫn các công việc và hôm nay Ngài đến chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành tu viện
và chủ tế thánh lễ tạ ơn. Chúng con cảm nhận sự hiện diện của Đức Cha trong giây phút này là lời chúc lành của Thiên Chúa cho hội dòng cũng như cho tu viện mới và toàn thể cộng đoàn nơi đây. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban muôn ân phúc trên Đức Cha cả kính. Tình thương quý mến mà quý cha quản hạt, cha đặc trách dòng tu, quý cha đồng kế, quý tu sĩ nam nữ dành cho hội dòng và tu viện được thể hiện cách cụ thể bằng lời cầu nguyện và sự hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Chúng con chân thành tri ân tình hiệp thông và yêu thương của quý cha và quý tu sĩ nam nữ. Đặc biệt hội dòng chúng con bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới cha cố Phêrô, nguyên chánh sứ đền thánh đại đồng, cha quản hạt Giuse chánh sứ đền thánh, quý cha phó, quý ban hội đồng mục vụ đền thánh và các giáo họ, các ban ngành và toàn thể và con giáo sứ đền thánh, quý cha, quý chức cũng như mọi thành phần dân chúa giáo sứ đền thánh đã tin tưởng để mời và đón chúng con về hiện diện nơi giáo sứ thân yêu này. Cách riêng trong suốt hơn 2 năm qua xây dựng công trình, cha quản hạt chánh sứ quý cha và quý vị luôn ân cần hướng dẫn và tận tình giúp đỡ bằng tinh thần vật chất cũng như đóng công sức xây dựng. Nhờ đó hội dòng và tu viện chúng con đã có cơ sở vật chất mới được khang trang, hầu đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của chị em. Để thi hành sứ mạng tông đồ hội dòng, tấm lòng yêu thương giúp đỡ đặc biệt của cha quản hạt chánh sứ, cha cố, quý cha và quý vị, chị em chúng con mãi phát đi trong lời cầu nguyện và khi sống tại tu viện thân yêu này. Xin thêm Thiên Chúa ân thưởng trên cha chánh sứ, cha cố, quý cha và toàn thể bà con trong giáo xứ đền thánh đại đồng thân yêu. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân trong và ngoài giáo xứ. Quý vị đã hy sinh quảng đại tiết kiệm chi tiêu để dâng vào nhà Chúa những viên gạch khối đá giúp cho công trình tu viện của chúng con được hoàn thiện tốt đẹp. Chúng con cũng bày tỏ lòng tri ân sâu xa và xin Thiên Chúa ân thưởng cho tất cả quý vị. Chúng con xin chân thành cảm ơn anh kỹ sư Mai Văn Bảy và các tổ thợ xây, cách riêng ông bà Trưởng Quyền, ông bà Thần Thịnh và ông bà Trùng Lực, ông bà Đoàn và rất nhiều vị ân nhân ân thầm khác mà chúng con không thể nói ra đây hết được. Tất cả quý vị đã hy sinh quảng đại góp công, góp sức vật chất và những đèn đổ móng mái và trong suốt thời gian xây dựng cơ sở tu viện với những khối óc, đôi bàn tay cần cù hy sinh. Nay, Chúa ban cho hội dòng chúng con có cơ sở mới của tu viện được hoàn thiện cách tốt đẹp và bình an. Chúng con xin trân trọng tri ân tất cả quý vị. Chúng con xin chân thành cảm ơn hội đèn đồng, các ban ngành giáo xứ, ban truyền thông ẩn tự, các công chúng trong và ngoài giáo xứ đã âm thầm phục vụ trong việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Chúng con xin chân thành tri ân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị chính quyền các cấp huyện Giao Thủy, xã Giao Lạc đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi được xây dựng cơ sở tu viện và tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Kính thưa chị tổng phụ trách và toàn thể chị em trong hội đồng mến thánh giá Viên Lao Bùi Chu thân yêu, trong giây phút thánh thiện này, chúng em đặc biệt hướng về chị tổng phụ trách và chị em trong hội đồng với tâm tình yêu mến và tri ân sâu thẳm từ đáy lòng. Tình yêu thương của mẹ dòng nơi quý chị luôn trực tiếp đồng hành và hướng dẫn chúng em trong suốt hành trình đời sống dân hiến cách riêng trong 15 năm qua từ ngày thành lập cho đến hôm nay. Hiện tại và tương lai, khi chị em sống trong tu viện đại đồng được hưởng những thành quả này, chúng em mãi khắc ghi công ơn của các đấng bậc, của mẹ dòng và tất cả mọi người. Xin Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúc lành và dìu dắt chị tổng phụ trách cùng tất cả chị em trong dòng trên đường thánh thiện. Trọng kính Đức Cha, quý cha và quý vị, ngôn từ giới hạn không thể diễn đạt hết tâm tình biết ơn của chúng con.
sinh nhật, nơi hội dòng và tu viện của chúng con lòng biết ơn trân trọng nhất qua lời chuyển cầu của mẹ Maria Fatima bổn mạng tu viện. Xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban tràn đầy ân phúc, sức khỏe và thánh ân trên đức cha, quý cha đồng tế, quý tư sĩ nam nữ, quý ban hội đồng mục vụ và tất cả quý vị ân nhân xa gần. Trong khi xây dựng công trình cũng như tổ chức thánh lễ và tiếp đón hôm nay, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng con kính xin đức cha, quý cha và cộng đoàn được thứ. Giờ đây chúng con có những bông hoa tươi tượng trưng cho tấm lòng thành kính tri ân của hội dòng, kính dâng lên đức cha và quý cha và cộng đoàn. Chị em chúng con đồng cảm cả. Kính mời cộng đoàn đến. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.